Thứ năm, tuần thứ ba mùa chay 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Một hôm, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy vừa vào thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói, tôi dựa vào thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa vào thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa vào thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Suy niệm. Nhân sinh vẫn tâm niệm nhất thế nhị thân, với mong muốn cậy dựa vào danh thế uy tín của kẻ khác để tiến thân và được an toàn. Theo lối nghĩ ấy, đám đông hôm nay cho rằng Chúa dựa vào thế quỷ để trừ quỷ, bởi họ không tin vào những gì Chúa làm mặc dù họ thấy ngạc nhiên. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức hơn sự tốt lành của chúng ta đang có là nhờ ơn Chúa trợ giúp. Đặc biệt, điều giúp chúng ta vui tươi tiến bước trên đường đời và an toàn vượt qua các cạm bẫy chính là nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện phát xuất từ lòng cậy trong tín thác và quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của gia đình chúng con. Chúng con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ chúng con.